chạm mặt cùng một ca khúc, giọng hát của Bạch Công Khanh ăn đứt Hoài Lâm nổi tiếng một thời. Vừa qua, Hoài Lâm đã tung ra MV mới của mình mang tên Trước Sau Trời Cũng Mưa. Đây là sản phẩm được người hâm mộ ngóng chờ nhiều nhất sau khi Hoài Lâm liên tục úp mở việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trước Sau Trời Cũng Mưa tiếp tục là bản ballad giúp nam ca sĩ phô bày ra những thứ tinh túy nhất của bản thân trong giọng hát. Tuy nhiên, với lần trở lại lần này, cư dân mạng dường như không đánh giá cao giọng hát của Hoài Lâm khi cho rằng giọng Hoài Lâm không còn trong trẻo và đang dần bị đục hơn so với màu giọng trước đây. Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng Hoài Lâm học hỏi những ca sĩ trẻ đang nổi bật trong V-pop trong việc đãi chữ và cố gắng làm nhà các nốt nhạc. Việc này cũng khiến nhiều khán giả không thoải mái với phần đầu của ca khúc. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại mạng so sánh giọng hát giữa Hoài Lâm và nam ca sĩ Bạch Công Khanh khi cùng chạm mặt nhau trong ca khúc này. Bạch Công Khanh nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía công chúng khi thể hiện bài hát này khá cảm xúc. Đồng thời, chất giọng trầm ấm của Bạch Công Khanh cũng được nhiều người cho rằng phù hợp hơn với ca khúc này so với Hoài Lâm. Tuy nhiên, một số khác vẫn cho rằng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Nhưng khách quan mà nói thì Bạch Công Khanh và Hoài Lâm đều thể hiện ca khúc này rất tốt. Chẳng qua là mặt cảm xúc trong giọng hát thì dường như dân mạng đều nghiêng về phía Bạch Công Khanh nhiều hơn. Hiện đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Còn các bạn, bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.